Kính thưa cộng đoàn, trước khi chúng ta nói với nhau về một người anh em, một người mục tử, một linh mục, một vị chủ trang của giáo xứ 13 năm qua, thì chúng ta nói với nhau về lời Chúa hôm nay, và đặc biệt bài phúc âm cho chúng ta hình ảnh của hai vị muôn đệ đi đường Emmaus. Họ gặp được Chúa thế nào và cuộc đời họ biến đổi ra sao? Họ đã từng có một chọn lựa để đi theo Đức Giêsu Kitô. Có lẽ khi chờ đợi Ngài vẫn với một tâm lòng rất nặng của những vị dám bỏ tất cả gia đình, quê hương, nghề nghiệp để đi theo một đấng mà không tuyên bố ta là vua, mà lại nói con cáo có hang, con chim có tổ, con người không nơi cúi đầu. Nhưng họ vẫn theo Ngài, bởi tai họ được nghe lời của Ngài, mắt họ đã chứng kiến phép lạ Ngài làm, và miệng lưỡi họ cảm nhận những gì mà họ muốn nói với Ngài, bởi vì con tim của họ đã thuộc về Ngài, bởi lời nói của Ngài đã trở nên sự gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Thế nhưng với những tâm tình rất con người, họ từng rằng đến ngày nào đó Đức Kitô sẽ trở thành vua trần thế, thì Ngài chỉ nói tới kiêu hãnh, con đường của sự đau khổ, con đường của người tôi tớ, và hơn thế nữa, con đường của sự phục vụ, quỳ xuống giữa chân cho anh em. Và câu của Ngài, không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu. Họ không hiểu, và khi chính vì vậy diện đối diện với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, buồn thấm, sợ hãi, trốn chạy, và kể cả khi nghe rằng Đức Kitô đã phục sinh, họ vẫn không tin và quay trở lại quê hương bản quán. Trên con đường trở về quê hương để trở lại nơi mà họ đã từng ra đi, họ đã gặp một người đồng hành, và người đó nói về lời của Chúa làm cho con tim của họ nóng lên, và chính trong lúc con tim họ sốt sắng lên, họ thể hiện giá trị đức ái. Xin Ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều. Và khi Ngài ở lại, Ngài bẻ bánh tạ ơn, bẻ mang trao cho các ông, và các ông đã nhận ra Ngài trong bí tích thánh thể, bí tích Ngài đã sắp đặt, bí tích của tình yêu thương, và bí tích đó là chính Ngài. Chính lúc ông mở mắt ra nhận ra Ngài thì Ngài biến mất. Nhưng giờ đây cuộc đời vẫn là thế, khó khăn vẫn còn đó, bóng đêm vẫn lan tràn, sức mạnh của quyền lực trần thế vẫn đang lan tỏa. Thế nhưng con người không đã được biến đổi, và ông ngay trong đêm tối trỗi dậy trở về Jerusalem để loan báo tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúa biến đổi cuộc đời của họ, thì lần nữa Chúa biến đổi con tim và nghị lực của họ để các ông trở thành chứng nhân cho Thầy. Hôm nay khi chúng ta đang hiện diện bên cạnh linh thiêu cha già của Giuse Lê Đình Quế Minh, lượt qua hành trình lịch sử của gia đình Ngài, ngày sinh ngày 25 tháng 7 năm 1941 tại Nam Hưng Hồng Chu, một giáo phận truyền thống Công giáo ở phía Bắc. Gia đình ông bà cố Phêrô và Maria chỉ có 4 người con, mà 3 người con gái, một mình Ngài là con trai. Thế mà ông bà cố sẵn sàng dâng người con mình cho Chúa, và cậu bé Giuse cũng trong ơn tiếng gọi của gia đình, và rất riêng tư là hành trình theo Chúa. Năm 1953, tức là chỉ 12 tuổi, thì cậu đã gia nhập tiểu chủ viện tinh cường của Chúa. Nhưng rồi, những biến cố xã hội đã đánh đập cuộc đời của cậu, và cậu theo gia đình di cư vào Nam. Và sau đó, năm 1959, thì gia nhập Đại chủ viện Sài Gòn với tư cách là học cho giáo phận Mỹ Tho. Tiếp tục
hành trình 30 năm của mình cũng từ tại một giáo xứ biến đổi cho giáo xứ xây dựng bồi thuộc giáo xứ trước biến động của thời cuộc nhưng cũng trở thành giáo xứ mạnh trong tổng giáo phận Sài Gòn. Và từ năm 2005, ngài về tại giáo xứ Tân Phú trong cương vị cha chánh xứ cho đến ngày 16 tháng 7 vừa qua mới về hưu. 13 năm làm một tử giáo xứ, chắc chắn chúng ta nói về ngài, nói hội trường, đến sự xây dựng cơ sở vật chất, nói đến xây dựng hội đoàn, nói đến con người tinh mục của ngài, và chắc chắn chúng ta lưu luyến các vị mục tử đã xây dựng giáo xứ nơi đây. Chắc chắn mỗi vị đều có một cách sống riêng, một cách đối thoại riêng, một cách trình bày riêng, nhưng tất cả đều quy về Chúa và vì một thánh và vì cộng đoàn dân Chúa của mình. Có lẽ cũng như hai môn đệ đi lại Emmaus, có những giây phút nhìn vào cuộc đời và nhận ra sự hiện diện của Chúa ở nơi cộng đoàn giáo dân, ở nơi xã hội loài người, ở nơi những biến cố trong cuộc đời, nhưng không thể không nói có những lúc khi nhìn vào cuộc sống, những khó khăn, thử thách, tuổi già, bệnh tật, căn bệnh nan trị là những lúc không khỏi bâng khuâng, lạy Chúa, tình yêu Chúa ở đâu, sức mạnh quyền lực Chúa ở đâu, mà vẫn cũng cảm thấy cuộc sống khó khăn và thử thách. Thế nhưng như chúng ta nhìn vào hai môn đệ đi lại Emmaus trước khi gặp Chúa Kitô phục sinh, thì họ đã từng nhiệt thành nhưng lại rồi vẫn lúc thất vọng, họ đã từng hăng hái nhưng dù rồi vẫn lúc cảm thấy không có đủ khả năng để phục vụ yêu thương. Thì cuộc đời các vị mục tử cũng vậy, có giây phút cảm thấy hạnh phúc và niềm vui trong tất cả việc cử hành bí tích, chứ không thể không có những cảm thấy cái tôi của mình, tình thương của Chúa chạm đến mình, đặc biệt trong lúc tuổi già, bệnh tật và kể cả cái căn bệnh nan trị. Nhìn những người anh em của mình làm việc, mình chỉ ở trên giường, lúc đó cũng cảm thấy sự cô độc của cuộc đời dù vẫn trong cương vị là cha quản sứ. Nhưng với cái nhìn đức tin mà chúng ta nói, mầu nhiệm phục sinh của Chúa còn là mầu nhiệm tình yêu, và bằng con mắt đức tin tình yêu đó mới nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh giữa những biến cố của cuộc đời, thì cha và cố Giuse chúng ta cũng vậy. Khi về yêu trở về với gia đình, với con cháu của mình, thời gian thật ngắn, từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 cho đến ngày 22 vừa qua, 22 tháng 9, tức chỉ hơn 2 tháng, vào lúc 5 giờ 55 phút sáng ngày 22 vừa qua, ngài đã chút hơi thở cuối cùng trong tình thương của giáo xứ Bùi Pháp, của gia đình, của cộng đoàn, như của mỗi người chúng ta khi nghe tin buồn về ngài. Thế nhưng cảm nhận điều gì 78 năm cuộc đời, 51 năm 01, cũng để đủ cho chúng ta cảm nhận một sức sống, một con người, một tôi tớ của Chúa, một đời sống dân thân phục vụ. Và chính trong giá trị nhìn vào với cái mắt đức tin như vậy, chúng ta sẵn sàng để yêu thương, sẵn sàng để vâng phục, sẵn sàng để sẻ chia, sẵn sàng để cộng tác, sẵn sàng để làm mọi công việc cho những giá trị đẹp nhất. Chắc chắn mới đến đây ngày 16 tháng 6 vừa qua, với lời mời gọi của ngài hiện diện đồng hành dân lễ tạ ơn cho giáo xứ, vào đầu tháng 7 khi đến thăm ngài để cảm ơn, ngài có nói chỉ còn mấy tuần, 2 tuần nữa con sẽ trở về nhà hưu, xin Đức Cha cầu nguyện cho con. Hôm qua khi nghe tin gia đình báo tin ngài qua đời, tôi cảm thấy rất mừng quân, cầu nguyện cho ngài, hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Và hôm nay trong tư cách riêng, trong tư cách của giám mục giáo phận Đà Nẵng, là anh em với các linh mục đang hiện diện, thành kính thân yêu cùng tổng giáo phận Sài Gòn, cùng quý đức cha, quý linh mục nam nữ tu sĩ, cũng như toàn thể dân Chúa, đặc biệt tại những giáo xứ ngài đã từng phục vụ: giáo xứ Bùi Pháp, giáo xứ Tân Sa Châu, giáo xứ Tân Phú, giáo xứ Tân Lương, và ngày hôm nay là cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện. Chúng ta cầu nguyện cho ngài và xin Chúa đón nhận linh hồn của ngài, cũng như chúng ta cùng yêu với gia đình của ngài, để xin Chúa ban
để trị cuộc đời chúng ta, nhìn ra Chúa, nhìn ra tình yêu của Ngài như anh để em mong và can đảm bước tiếp trong cuộc đời này, dù khó khăn, dù thử thách, dù bóng đêm, dù những bất cứ sức mạnh quyền lực nào, thì nơi đó tình thương của Đức Kitô sẽ biến đổi để chúng ta trở thành cái lời mời gọi của Chúa. Chính anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Giờ đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ với lời nguyện cầu, lạy Chúa Giêsu, xin sớm đón nhận linh hồn Cha Giuse Lê Đình Quý Minh yêu quý của Chúa.